hậu thế, Ngũ Bách Quế Trung, là nói đến 500 năm đầu tiên trong thời kỳ Mạt Pháp, gọi là Ngũ Bách Quế Trung. Trong pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh pháp tồn tại 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, Mạt Pháp là 1.000.000 năm. 500 năm đầu tiên của thời kỳ Mạt Pháp, hay nói chính xác là 2.500 năm sau khi Đức Phật diệt độ. Bởi thế câu này chính là để giảng cho thời đại hiện tại của chúng ta. Pháp dục diệt thời. Diệt ở đây không phải là thật diệt, mà là Phật Pháp ngày càng suy thoái. Chúng ta xem thấy Phật Pháp trong xã hội hiện đại, đúng là Pháp sắp diệt, như Đức Phật đã nói. Đừng tưởng Phật Pháp tại Đài Loan hưng thịnh phi thường. Tướng hưng thịnh ấy là giả, chẳng thật đâu. Chỉ có thể nói là Phật Pháp tại Đài Loan náo nhiệt mà thôi. Xưa kia lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, cụ chưa từng đến Đài Loan, giảng kinh thuyết Pháp ở Đài Bắc, đã công khai bảo mọi người: Phật Pháp tại Đài Loan là giả, chẳng phải thật. Phật Pháp chân chánh nằm ở Hoa Lục. Tôi đến Bắc Kinh thính chúng đem câu ấy hỏi tôi: Phật Pháp tại Đài Loan có phải là giả hay không? Chư vị hãy để tâm quan sát một phen. Phật Pháp tại Đài Loan rốt cuộc là thật hay là giả? Phật Pháp chân chánh dạy người liễu sanh tử, thoát tam giới. Còn Phật Pháp giả dạy người tiếp tục gây tạo lục đạo luân hồi. Người Đài Loan tu phước rất nhiều, người tu đạo rất ít. Người tu phước nhiều thì phước báo tu được sẽ hưởng cách nào? Vấn đề này lớn lắm nha. Đời sau có được lại thân người nữa hay không là một vấn đề lớn. Đời sau nếu chẳng được làm thân người thì vẫn có phước báo. Trong đường súc sanh có rất nhiều phước báo đó chứ. Chúng ta chẳng cần tự hào mình có phước báo rất lớn. Thật ra nghĩ lại bọn ta, phước báo không bằng súc sanh đó nha. Quý vị có thấy người ngoại quốc nuôi con thú cưng chưa? Không ít người phục vụ chăm sóc chúng. Chúng ta đến những chỗ đó có ai chiếu cố mình chăng? Nghĩ ra mình phước báo chẳng bằng chúng. Quý vị thấy những con mèo nhỏ, con chó nhỏ đó được chăm sóc chu đáo thì phước báo của chúng đó do đâu mà có? Do đời trước tu đấy. Quan sát nhiều sẽ hiểu rõ. Quý vị phải nên thức tỉnh. Đoạn kinh này nói trong thời đại Mạt Pháp chúng ta cần phải thành tựu mấy pháp. Mong rằng được thành tựu mấy pháp, mong hồng đạt được an ổn không phiền não, đạt được giải thoát. Ở đây giải thoát là siêu thoát cái lục đạo luân hồi.